Đó nó có số không? Nhờ. Đấy. Mà bọn đó có số làm ăn. Đấy. Lúc mà làm thì nó nắng, không làm nó còn mưa. Cái là đường hơn đông vui và nhộn nhịp. Rồi đến rồi đi ra còn té mà. Không thì lấy lượn nhiều lắm. Như vậy. Thế chỉ thị cái là thanh niên nó lượn là dễ lắm, không có gì đâu. Rồi chị nào thì em chấm bài lên cho em với nhá chị ơi. Rồi chị nào thấy em chấm bài lên cho em với nhá. Chấm bài lên cho em với nhá. Xong tớ em cho Đặng Hoàng, chị Đặng Hoàng Lương này. Có cần cọc để gửi không? Chị ơi khỏi. Khỏi nha chị ơi. Chị Song Tử ơi, em có ít đầm ít đầu lên nốt à? Còn ít đầm với lại còn ít sần sám em lên nốt. Anh ơi, anh comment anh đúng ấy cho em là nó dễ anh ơi. Anh ấy vậy em không ấy được đâu. Dạ chị. Rồi lên chị, con này size nhỏ chị này. Chào anh. Rồi con này chị nào size S, size M mang vừa cho em nhé chị nhé. Dạ. Vậy đổi kia chị. Là sao chị Song Tử? Váy. Vậy đổi. Vậy đổi kia. Vậy đổi kia đổi gì chị? Đổi gì chị ơi? Rồi hôm nay chị con trắng theo này nhá. Thấy em chấm bài lên cho em với chị ơi. Lên con trắng theo này. Con trắng theo này chị nào size S M L7274 nhá chị nhá. L7274 mang vừa lấy trắng theo cho em, trắng theo 19k. Chị nào size S M được mang vừa cho em nhá chị ơi, S M được vừa. Lấy trắng theo, chắc trắng theo cho em, trắng theo 19k. Chị nào L7274 mang vừa. Có
con đỏ kia chị. À rồi rồi, ok chị. Rồi mã đỏ, à quên, mã trắng theo cho em. Trắng theo 19k, mã trắng theo cho em. Trắng theo 19k. Con trắng theo đó chị làm symbol thôi nhá. Chị ơi con này nó là cúc ngực, chị ơi giờ hàng ngắn không à. Con toàn hàng ngắn thôi. Mã đỏ, lấy đỏ chất đỏ cho em nhé. Lấy đỏ chất đỏ cho em, con này nó là cúc ngực. Thôi đây chị ơi, lấy đỏ chất đỏ cho em nhé. Mã đỏ, mã đỏ, mã đỏ cho em. Mã đỏ cho em nhé, lấy đỏ chất đỏ cho em. Rồi lấy chị một con màu xanh. Con xanh này bẹt vai nhá các chị ơi. Lên chị con này xanh mọc vai này. Rồi mã đỏ, mã đỏ của anh Mạc Nghĩa. Anh ơi lấy lên số cho em nhanh nhá. Lấy lên số cho em anh ơi. Chắc chắn lấy hàng cho em nhá. Em vào mic anh em thấy thế nào ạ. Rồi con này bẹt vai các chị nhá. Lên chị một con màu xanh. Rồi lấy xanh, chất xanh cho em. Mã xanh, con này là bẹt vai nhá chị nhá. Chị nào lấy mã xanh cho em này. Xanh, xanh nhá chị ơi. Rồi chị nào lấy xanh, chất xanh cho em. Rồi chị nào lấy xanh, chất xanh cho em. Xanh Kim Nhung đi rồi. Rồi xanh của chị Kim Nhung này. Rồi em lấy chị con vàng này nhá. Lên chị một mã vàng này. Mã vàng cho em, chị nào L6870. L6870 mang vừa mã vàng cho em. Hình như đây hết rồi sao? Con lên thẳng cái bịch tỏ keo. Rồi chị nào lại mã vàng cho em, chào chị Lan Kim Đêm. Rồi mã vàng cho em nhé, mã vàng cho em chị nào L6870 thôi, con này chị nào sẽ S. Mã vàng cho em 19k. 19k mã vàng nhé, vàng 19k chị nào L6870, size hơi nhỏ, sẽ S mang vừa cho em. Size S mang vừa nhé, L6870 mang vừa. Mã vàng cho em 19k. Con này, con lấy con vàng kia chứng tỏ con ngồi đúng không? Con tùy em không nào. Rồi con này chị nào L70-72 nhé chị ơi. L70-72 mang vừa cho em, mã 238. Chị là 238 chứ 238 cho em, 238 19k chị nhé. 238 19k chị. Cái đó to quá, mà thôi cứ đựng cái đó. Rồi mã 238 cho em, 238 19k. Mã 238 cho em 19k chị nhé. Chị là 238 chứ 238 cho em, 238 19k. Con đó chị nào mà tôi lấy xin con trắng bẹt vai chị nhé. Em chào chị Phạm Thị Trầm. Rồi đây chị ơi, lấy chị một mã trắng. Chị nào lấy trắng chắc trắng cho em nhá. Mã trắng cho em. Rồi con này nó bẹt vai nhá chị ơi. Lấy trắng chắc trắng cho em, mã trắng. Chị Suka. À, chị ơi em có 1m50, em 42-43 thì thôi nhận nhá. Rồi lấy trắng chắc trắng cho em, mã trắng cho em. Lấy trắng chắc trắng cho em nhá chị nhá. Mã trắng, mã trắng. Lấy trắng cho em. Rồi em lấy chị con đuôi cá này size nhỏ. Lấy chị con đuôi cá này size nhỏ nhá. Con này chị nào sẽ ép thôi. Con này nó có khóa chị nhá. Con này nó có khóa đằng sau khi nó không có dây về thắt chị nhá. Rồi chị nào lấy đuôi cá, chấp đuôi cá cho em. Mã đuôi cá cho em nhá. Lấy đuôi cá, chấp đuôi cá cho em. Đuôi cá chị nào sẽ ép thôi. Size S mang vừa, lấy đôi cá cho đôi cá cho em. Lấy đôi cá cho đôi cá cho em này. Mã đôi cá cho em. Em lên cho chị con khoác này. Con khoác này chị nào S và L mang vừa nhá. S và L mang vừa mã khoác cho em, 19k mã khoác. Khoác 19k, S và L mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy khoác chắc khoác cho em nhá. Mã khoác cho em 19k, mã khoác S và L đều mang vừa. Mã khoác cho em 19k nhá chị nhá. Khoác 19k SML chị ơi. Rồi lên chị con xanh, lấy xanh chất xanh cho em nhé. Mã đuôi cá của chị Nguyễn Hậu. Chị ơi con đó là size nhỏ nhá chị nhé.
cơm xanh này. Chị bảy bùi đơn chị buổi trưa. Chị ơi, hồi sáng em gọi cho chị rồi phó, em gọi chị là đi rồi nhé chị nhé. Em gọi là đi rồi nhé chị nhé. Rồi chị nào lấy xanh, mã xanh cho em, mã xanh cho em nhé. Chị nào lấy xanh cấp xanh cho em này. Lấy xanh cấp xanh cho em. Con này phối xanh trắng, xinh lắm luôn chị ơi. Phối xanh trắng, xinh lắm luôn chị nhé. Chị Phương Loan. Em chào chị Phương Loan. Chị Phương Lan nhé. Rồi chị nào lấy xanh cấp xanh cho em. Mã xanh đầm công chúa là em trả các chị đồng giá là 30k một chiếc các chị nhé. Còn sườn xám là con nào em cũng bảo giá hết nhé chị ơi. Sườn xám con nào em cũng bảo giá hết. Rồi mã xanh của chị Bảy Bùi. Xanh của chị Bảy Bùi. Trời ơi hai đứa kia ra ngoài đi, con chơi game, con chui vào đây làm cái gì? Ra chỗ cái nệm pin ngồi kìa, chui vào đây làm cái gì chặt hả? Rồi con này chị nào E7274 các chị nhé. E7274 mang vừa lấy hồng rất hồng cho em, hồng 19k. Lắm rồi không thấy shop live. Dạ chị ơi em nghỉ hơi lâu. Đợt này nghỉ hơi lâu chị ơi, nghỉ cả 2 tháng á. Rồi lên mã hồng cho em, hồng 19k nhá. 19k mã hồng, chị nào E74 đổ lại mang bùa cho em. E74 mang bùa, lấy hồng chắc hồng cho em, hồng 19k. Rồi em chào chị Ngọc Miến nhá. Rồi mã hồng cho em, hồng 19k, em lên lớp chị con hoa nhí nhá. Chị nào lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Mã hoa nhí chị nào E76. E76 mang vừa, lấy hoa nhí chút, hoa nhí cho em, hoa nhí 19k nhé. Được anh xanh lại cho chị nhé, khi nào có màu như thế, đi đơn luôn. Dạ rồi, ok chị. Rồi con này chị nào E76 nhé, chị nào size L. E76 mang vừa cho em, lấy hoa nhí chút, hoa nhí cho em, hoa nhí 19k chị nhé. 19k mã hoa nhí. Hoa nhí 19k, chị nào lấy hoa nhí chút, hoa nhí cho em, hoa nhí 19k nhé chị nhé. Lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí 19k chị nào lấy 2 mã 2 3 8. À mã 2 3 5. Lấy 2 3 5 chốt 2 3 5 cho em nhé. Chị nào lấy 2 3 5 chốt 2 3 5 cho em này. Mã hoa nhí của chị Phạm Thị Trần. Chị ơi chưa có đơn lên số cho em nhé chị ơi. Chưa có đơn lên số cho em nhé. Chị nào không có chưa có đơn bên em thì lên số cho em nhé chị ơi. Mã 2 3 5 của chị Nguyễn Hậu. Rồi đây đó chị ơi. Đây chị một con bẹt vai chị nhá. Con này nó lại bẹt vai này. Hoa nhí em hết rồi. Hết hoa nhí rồi chị ơi. Em lên màu khác được không? Em vẫn còn hoa nhí nhưng mà màu khác. Rồi chị là mã 23. Mã 23 nhá. Lấy 23 chốt 23 cho em. Con này nó lại bẹt vai chị nhá. Lấy 23 chốt 23 cho em. Mã 23. Các chị mặc là nó như bên này nhá các chị nhá. Rồi mã 23. Chị nào lấy 23 chắc 23 chị em. Mã 23 chị em đem còn một con hoa nhí này. Nhưng mà nó là màu khác. Tay lỡ. Để em xem con này nó là size gì. Mã 23 của chị Loan Kim Lê. Con trắng trơn. À có trắng trơn không hả chị? Em cũng không nhớ nữa chị ơi. Tại vì bây giờ nó nhiều lắm em không biết được. Mã 23 chị Loan Lê Kim. Rồi con này chị nào size L E74-76 nhá. E74-76 mang vừa. Lấy tay lỡ cho tay lỡ cho em. Tay lỡ 19k chị nhá. 19k mà tay lỡ cho em chị nào E76 size L mang vừa cho em. Hình như hồi chiều có một con đâu nhỉ. Hình như hồi chiều có một con mà giờ em nhớ là đâu đây. Rồi lấy tay lỡ cho tay lỡ cho em. Tay lỡ 19k nhá. 19k mà tay lỡ chị nào E76 đồ loại mang vừa. Size L cho em. Chị Phạm Thị Trầm ơi lấy lên số cho em nhé. Rồi lấy chị con hoa nhí này size nhỏ. Hoa nhí này chị nào sẽ S thôi nhá, E6870. E6870 mang vừa cho em con này. Lên mạng 4, mạng 314 nhá. Chị lấy 314 cho 314 cho em. Rồi tay lỡ của chị Hồng Cúc Dương. Rồi mạng 314 lấy 314 cho em, 314 19k chị. Mạng 314 cho em nhá, 19k. Rồi em thấy số chị này. Rồi em bé chị con xanh. Lấy chị con xanh này nhá, lấy xanh chất xanh cho em, mã xanh. Không thấy thì lượt cho qua đây ngó này. Rồi mã xanh cho em, lấy xanh chất xanh cho em nhá, chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh chị ơi. Mã xanh cho em, chị nào lấy xanh chất xanh cho em này.
Rồi em lấy chị một mã cô gái. Chị nào lấy cô gái chút cô gái cho em nhé. Cô gái này size nhỏ. Mã cô gái cho em. Không, S, M vừa, chị eo 72 đủ loại băng vừa cho em. Eo 72 mang vừa nhé. Lấy mã cô gái cho em. Cô gái 39k. 39k mã cô gái cho em. Cô gái 39k, chị nào size M. Size M mang vừa cho em nhé chị nhé. Size M mang vừa. Lấy cô gái chút cô gái cho em. Rồi lấy chị con hồng này. Con này bị hư khóa chị nhé. Con này bị hư khóa rồi. Rồi có chị nào ưng thì chốt cho em nhé. Lấy mã hư khóa cho em. Nó là cúc ngực với chị nhé. Chị nào lấy hư khóa chốt hư khóa cho em này. Mã hư khóa cho em. Nó là cúc ngực với chị nhé. Rồi mã hư khóa. Em lấy chị một con trắng này. Lấy chị một mã trắng nhé. Chị nào lấy trắng chốt trắng cho em. Mã trắng size L chị ơi. Mã trắng size L cho em nhé. Mã trắng cho em 19k mã trắng nhé. Rồi em 7678 chị lấy trắng chất trắng cho em. Trắng 19k nhé. Hoa là hoa theo. Hoa là hoa theo chị nhé. Lấy trắng chất trắng cho em. Trắng 19k mã trắng. Trắng 19k chị nhé. Mã trắng cho em. Trắng 19k. Chị nào em 76. Rồi lấy chị con vàng này. Cái con vàng này size nhỏ. Chị nào em 6870 thôi. Size S thôi chị nhé. Em 6870 mang vừa mã vàng cho em. Vàng 19k chị nhé. 19k mã vàng cho em. Vàng 19k. Chị nào mà eo 6870 thôi chị nhé. Size hơi nhỏ. Eo 6870 mang vừa cho em con đó. Rồi lên cho các chị con này. Mã 262. Lấy 262 chốt 262 cho em nhé. Chị lấy 262 chốt 262 cho em. Mã 262 cho em. Chị lấy 262 chốt 262 cho em. Mã 262 chị nhé. Em lên cho chị một con xanh này. Một con xanh cúp ngực chị nhé. Con xanh này cúp ngực với chị này. Lấy xanh chốt xanh cho em. Mã xanh cho em chị ơi. Cái nơ của nó hơi to. Các chị không thích thì các chị tháo ra được. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh cho em nhé. Mã xanh cho em. Mã xanh nhé chị ơi. Con xanh này xanh nhỏ thôi chị nhé. Xanh này xanh nhỏ. Xanh này nó có quá ăn sâu. Chị nào sẽ ép thôi. Xanh là size S thôi các chị nhé. Rồi con trắng này bị dính dơ chị nhé. Xanh của chị Nguyễn Hậu. Con trắng này bị dính dơ chị này. Rồi chị nào lấy trắng chất trắng cho em. Trắng theo đi. Mã trắng theo hoa là hoa theo chị nhé. Nó bị dơ một ít đằng sau này. Nó dơ ở cái phần đằng sau này cho em. Rồi chị nào size M. Size M mang vừa cho em. Lấy trắng theo chất trắng theo cho em. Trắng theo 19k nhé. Mã trắng theo cho em 19k. Chị nào lấy trắng theo chất trắng theo cho em. Trắng theo 19k. Trắng theo cho em. Trắng theo 19k nhé. Chị nào lấy trắng theo chất trắng theo cho em. Rồi em lên chị một mã lụa này. Rồi chị nào size L cho em nhé. Con này chị nào size L L7678 lên mã 47. Chị nào lấy 47 chất 47 cho em. Mã 47 19k. Nó có bị dơ đâu các chị. Rồi mạng 47 cho em, mạng 47, 19k, mạng 47. Chị nào size L chị nhá. Size L mang vừa cho em, lấy 47 cho 47 cho em. Mạng 47, 19k. Rồi lên chị con này xinh chị này, con này màu xinh. Màu xanh này hơi bị xinh luôn. Mặc lên nổi da lắm nhớ chị nhá. Rồi mạng 304. Size L mạng 47 của chị con đó chị. Mã 47 hết rồi chị ơi. Rồi mã 304 nhá. Mã 304 cho em. Chị lấy 304 cho 304 cho em. Một con màu xanh gì? Xanh da trời à. Con này xinh này. Rồi 304 của chị. Chị Bảy Bùi này. 304 chị Bảy Bùi. Rồi em lấy chị con hoa nhí này. Rồi lên cho chị con này cổ bắt chéo chị này. 304, 304 của ai? 304 của ai chốt chưa? Hả? 304 của ai chốt chưa? À, 304 có người chốt rồi chị ơi, 304 hết rồi. Rồi chị nào E74, E76 nhé.
E 74 76 mang vừa cho em, cổ là cổ chéo này, xinh lắm đó chị ơi. Chị lần lượt mã 25. Lấy mã 25 cho em, 19 ra mã 25 nhá. Chị nào size L E74 76 chị nhá. Con này E74 76 thôi, không được E74 78 đâu chị. Rồi mã 25, chị nào lấy 25 chắc 25 cho em. Mã 25 cho em 19k. 19k mã 25 nhá, lấy 25 chắc 25 cho em. 25 19k. Lấy 25 chắc 25 cho em. 25 19k. Rồi con này chị nào E7678. E7678 mang vừa cho em nhá, mã 52. Chị lấy 52 chắc 52 cho em. 52 19k. 19k mã 52. Mã 52 cho em 19k chị nhá. Lấy 52 chắc 52 cho em. 52 19k. Rồi em lấy chị con trắng này, con trắng trơn này chị này. Mà vừa hỏi em trắng trơn đây, lấy mã trắng trơn cho em. Trắng trơn cho em nhé chị ơi, lấy trắng trơn, rất trắng trơn. Trắng trơn, trắng trơn, nó không có một cái gì luôn. Lấy trắng trơn, rất trắng trơn cho em. Rồi chị nào lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em nhé. Mã trắng trơn cho em này. Rồi lên chị con này có tay. Rồi chị nào lấy mã 58. Chị nào lấy 58 chốt 58 cho em. Mã 58 chị nhé. Chị lấy 58 chốt 58 cho em này. Mã 58 cho em. Rồi chị nào lấy 58 chốt 58 cho em nhé. Mã 58 cho em này. Mã 58. Em có con trắng này dài này chị này, nhưng mà size nhỏ lắm. Con này chị nào phải thật là nhỏ nhá. Chị nào sống E60 61 thôi. E60 61 thôi chị nhá, size nhỏ lắm luôn chị ơi. Mã dài. Mã dài nhá, lấy dài chốt dài cho em, dài 29k này. 29k mã dài cho em, dài 29k. Mã 58 của chị Suka kìa con. 58 chị Suka. Rồi chị nào mã dài cho em. Mã dài con này size nhỏ lắm, chị lên số được kìa. Mã 58 chị Suka. Rồi chị lấy mã 46 nhá, lấy 46 chốt 46 cho em này. Chị nào lấy 46 chốt 46 cho em, mã 46 cho em chị ơi. Cổ của nó xinh này. Rồi chị nào lấy 46 chốt 46 cho em. Mã 46 nhá, chị nào lấy 46 chốt 46 cho em. 46, em lên cho chị con màu hồng. Lấy chị con hồng này, chị nào size L. Size L mang vừa cho em nhá, lấy hồng chốt hồng cho em, hồng 19k. 19k mã hồng cho em, hồng 19k, chị nào size L lấy con này cho em. Sai lò mang vừa chị ơi, lấy hồng chất hồng cho em, hồng 19k. Lên cho chị con hoa đào nhé chị. Lên chị một mã hoa đào nhé, chị nào lấy hoa đào chất hoa đào cho em. Mã hoa đào cho em luôn này. Rồi chị nào E74. Con này dáng nó hơi xuông xuông nhé chị ơi. Con này nó gặp không là xuông xuông này. Rồi chị nào sẽ SM. Lấy hoa đào chất hoa đào cho em, hoa đào 19k nhé. Mã hoa đào cho em 19k. 19k mã hoa đào cho em, chị nào E7274 mang vừa. E7274 mang vừa mã hoa đào cho em nhé chị ơi. Rồi con này bị dính dơ bên này chị này. Để các chị giặt vào nó ra cho em nhé. Rồi chị nào lấy mã xanh. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em nhé. Mã xanh cho em. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Xanh xanh nhé chị ơi. Mã xanh cho em. Rồi em lấy chị con trắng này. Lấy chị con trắng cúc ngực. À con này cúc ngực các chị nhá. Con này nó cúc ngực. Rồi chị nào lấy mã trắng cho em. Lấy trắng chốt trắng cho em này. Trắng trắng đó chị ơi. Mã trắng cho em. Mã trắng cho em nhé chị nhá. Chị nào lấy trắng chốt trắng cho em này. Rồi con này chị nào size nhỏ. Mã trắng của chị Ngọc Mến nhá. Rồi con này chị nào size S thôi, E68 70 chị nhá. E68 70 mang vừa, lấy mã hoa. Lấy hoa chất hoa cho em, hoa 19k chị nhá.
19k mã hoa, chị nào là hoa chất hoa, chị em hoa 19k. Con này chị nào L6870 thôi, size hơi nhỏ. L6870 mang vừa mã hoa chứ. Mà chán hết rồi, chị Loan Kim Lê hôm nay mạng yếu hay sao vậy, toàn lên sau không ạ? À, chị Loan Lê Kim. Rồi con này nó là xung xung. Này nó kiểu như cái gì nhỉ? Nó giống như là Barbidol, nó tự tưởng như Barbidol nhá chị nhá. Cái này chị nào mà 55kg mang vừa cho em, 55kg mang vừa cho em nhá. Mã 99. Chị nào 99 chốt 99 cho em nhá. Mã 99 cho em. Chị nào lấy 99 chốt 99 cho em. Cái này về mặc ở nhà đấy chị ạ. Lấy 99 chốt 99 cho em. 99 19k nhá chị nhá. Mã 99 19k. Rồi lấy nhá, chị con hoa nhí nữa. Một con hoa nhí màu vàng. Chị nào lấy mã vàng đi. Mã vàng cho em. Rồi SM các chị nhá, sợ SM được băng vừa. Lấy vàng chốt vàng cho em, vàng 19k. Chị nào L70-72 thôi. L72 được băng vừa cho em. L72 băng vừa nhá, mã vàng cho em, vàng 19k. 19k mã vàng cho em, L72 được băng vừa. Rồi lấy chị một mã xanh chị này. Lấy chị con xanh nhá, chị nào lấy xanh chốt xanh cho em. Xanh L74 được băng vừa cho em. L74 mang vừa nhá, lấy xanh chốt xanh cho em. Mã vàng của chị 7 bùi kìa. Rồi mã xanh cho em, xanh 19k mã xanh nhá. Xanh 19k chị nào L7 à? L72-74. L72-74 mang vừa nhá, mã xanh cho em, xanh 19k. Rồi em lấy chị con này nó là áo ấy chị nhá. Con này nó là áo. Con này nó có độ co giãn SML được vừa cho em. Nhưng mà đằng sau là nó hở lưng các chị nhá. Đằng sau là nó hở lưng đấy chị này. Rồi mã áo cho em, áo 19k mã áo nhé. Áo 19k, con này chị nào SML được vừa cho em nhé chị nhé. SML được mang vừa mã áo cho em, áo 19k. Rồi lấy chị con xuông này. Con xuông này chị nào size S nhé chị nhé. Nó bị dơ đây chị ơi. Nó bị dơ đây, rồi mã xuông cho em, xuông 19k. 19k mã xuông cho em nhé. Xuông 19k, chị nào mà eo, ai chị nào mà size S. Size S thôi chị nhé. Chị ơi, chị Loan Kim, à chị Loan Kim Lê, con trắng đó có người lấy rồi chị ơi. Con trắng trơn đó có người. Ủa con chụp con trắng cho ai rồi vậy? Đây mà. Con kia là con gì? Má đỏ lên chị ơi, lấy chị con đỏ này. Lấy chị một mã đỏ nhá. Con đỏ này đằng sau này. Nó hở lưng một xíu nhá chị nhá. Nói chung là nó hở lưng một xíu thôi, không nhiều đâu. Rồi mã đỏ của chị Thanh Bình. Đỏ chị Thanh Bình. Ủa, đâu rồi cái con nào quên rồi. Trắng trơn. À, con kia là con trắng, con kia là trắng trơn đúng không? Rồi em lên cho chị con này size nhỏ này các chị này. Rồi con này chị nói L70-72 chị nhá. L72 được mang vừa cho em con này. L72 mang vừa mạng 311. Lấy 311 chứ 311 cho em. 311 19k chị nhá. 19k mạng 311 cho em. 311 19k. Chị nào mà size SM được vừa. L70-72 nhá chị nhá. L70-72 mang vừa mạng 311 cho em. Lấy 311 chứ 311 cho em. Lơ lơ ai để biết tìm xem chị Thanh Bình có bao nhiêu không? Rồi con này chị nào cũng size S, size M chị này. Lấy mã 01 cho em nhé. Mã 01 chị nào SM được mang vừa cho em. Size S, size M mang vừa 19k mã 01 chị lấy 01. Lấy 01 chứ 01 cho em. 01 19k chị nào size S, size M chị nhé. SM mang vừa mã 01 cho em. Cái phần này nó lỗi nhẹ này, về các chị may lại cho em nhé. Giờ lấy chị con trắng này. Giờ lấy chị một mã xanh đi. Lấy xanh chất xanh cho em nhé. SM mang vừa cho em. Sao SM được mang vừa? Mã đỏ ăn chết rồi chị ơi. Sao nên mạng chị chậm thế?
mã đỏ họ lấy từ lâu rồi. Rồi SM mang bùa nhá. SM được mang bùa cho em. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh 19k nhá. 19k mà xanh cho em, chị nào sẽ SM thôi. SM mang bùa lấy xanh chất xanh cho em, xanh 19k nhá. Rồi đây ơi, chị ơi, đuôi cá nhá. Con đuôi cá này size nhỏ nhưng mà nó bị hư khóa rồi các chị nhá. Con này nó xinh mà nó đã hư khóa rồi. Này chị nào sẽ S thôi, em nghĩ sẽ S thôi chị ơi, em thấy nó nhỏ. Rồi chị nào lấy mã hư khóa cho em. Em chào chị Phương Thảo Ngô. Ủa, chị Phương Thảo Ngô hình như đơn hồi sáng em gọi chị không được các chị. Không, SM được nhá chị nhá, SM đều được. Lấy hư khóa cho em nhá. Con này nó dám đưa cá nhưng mà nó hư khóa đó chị. Chị nào lấy mã hư khóa cho em. Con này hở lưng nhá các chị nhá. Con này nó hở lưng các chị ơi, hở lưng nhá. Hở lưng, hở lưng, ai gì. Mã đuôi cá. Đuôi cá hoặc là hư khóa cho em cũng được. Rồi em lên chuyển con cổ yếm đấy chị này. Lên chuyển con cổ yếm nhá. Chị nào lấy cổ yếm trước, cổ yếm cho em. Mã cổ yếm cho em nhá chị ơi. Con cổ yếm này xinh chị này. Rồi chị nào lấy cổ yếm nhá. Lấy cổ yếm trước, cổ yếm cho em. Em ướm đạn này cho các chị về các chị ở thế này. Rồi chị nào lấy cổ yếm trước, cổ yếm cho em nhá. Mã cổ yếm cho em. Chị nào lấy cổ yếm trước, cổ yếm cho em này. Mã cổ yếm cho em và uyếm cổ yếm. Rồi em lấy chị một mã tím, mã cổ yếm của chị Nguyễn Hậu. Rồi con tím này chị nào sẽ S bờ đồ vừa cho em nhé. S bờ đồ mang vừa, lấy mã tím cho em, mã tím 19k. 19k mã tím cho em nhé, tím 19k chị nào sẽ S bờ thôi. S bờ mang vừa mã tím cho em, tím 19k nhé chị nhé. Mạ tím cho em 19k, chị nào sẽ SM nhé chị. SM mang vừa. Tím 19k, rồi lên cho chị con này. Rồi chị nào size XL mang vừa cho em L80 đổi lại nhá. Chị nào size L và size XL đổi mang vừa. L80 mạ 80 chị ơi, L80 mạ 80 cho em 19k nhá. 19k mạ 80 L80 chị nhá. Mạ 80 L80 mang vừa cho em 19k. Rồi mạng 80, L80 cho em, 19k nhé chị nhé. Rồi em lên cho chị một con hoa này. Chị nào lấy mạng 53 nhé. Lấy mạng 53 cho em, size S, size M được mang vừa. Lấy 53, chấp 53 cho em, 53, 19k. Mạng 53 cho em, 19k nhé. Chị nào size S, size M được mang vừa cho em. Size S, size M được mang vừa. Lấy 53, chấp 53 cho em, 53, 19k. Mạng 53 cho em 19k chị. Em lên cho chị con tím cúc mực. Mạ tím nhá. Con này cúc mực nhá chị ơi. Lấy tím cho tím cho em. Mạ tím của con tím trơn. Lấy chị con tím trơn này. Rồi mạ tím cho em tím. Mạ tím cho em cúc mực cho chị nhá. Lấy tím cho tím cho em tím này. Mạ tím cho em nhá chị ơi. Lấy tím cho tím cho em. Mạ tím của chị Nguyễn Hậu này. Rồi con trắng ấy bị dơ ấy chị nhá. Con trắng ấy bị dơ ấy chị này. Rồi mã 266. Chị lấy 266 chắc 266 cho em nhá. Mã 266 cho em ấy chị này. Phần cổ của nó làm xinh lắm chị ạ. Lấy 266 chắc 266 cho em. Mã 266 chị nhá. Lấy 266 chắc 266 cho em. Rồi em lấy chị con áo này. Em lấy chị con một con màu tím. Lấy chị một mạ tím nữa nhá. Lấy tím rất tím cho em. Mạ tím chị nào size L. Không, chị nào size XL nhá. Size XL mang vừa cho em. Mạ tím cho em 19k. Chị khu vực Khánh Hòa chị đi đơn được không? Khánh Hòa là khu vực miền Nam hả chị? Phải không? Em không hiểu rõ cái nào là khu vực miền Nam, cái nào là khu vực miền Bắc nữa. Khánh Hòa, Nha Trang là khu vực miền Nam rồi đúng không?
Em nghĩ chắc không được quá. Khu vực miền Nam họ không nhận chị ơi. Một trắng. Rồi chị nói lên mã cái gì? Mã 313 Nha Trang có gì hả? Em biết nó, để mai em lên đơn thử. Mà em hỏi bên họ giao hàng thì họ cứ kêu là chị Nguyễn Thị Dung con đầm trắng mã 266. Chị Nguyễn Thị Dung con đầm trắng mã 266 còn không? Mã 266 ở đây. Chị Nguyễn Thị Dung. Rồi ok Dung chị. Nhìn xem. Nhìn coi. Rồi chị làm mã 313 cho em. Mã 313 cho em 19k. 19k mã 313. 313 19k. Mã 313 cho em. Rồi con này bị dơ chị nhá. Con này bị dơ nào. Dơ cái phần bên này. Rồi chị mã 228. Miền Trung hả? Miền Trung được nhá chị nhá. Ủa sao chị kêu là những cái gì? Rồi chị mã 228 cho em. Mã 228 cho em nhá chị ơi. Lấy 228 chắc 228 cho em. Chị Phương Nguyễn gửi hàng cho chị nhá em. Chị ơi em gửi rồi. Em gửi rồi nhưng mà họ ghi ở trên app của em, nó là kêu là ở khu vực cái gì, nói chung là khu vực đèn đỏ. Tôi là mình hồi chiều mình nhận đơn hàng hôm kia của em rồi, hàng rất đẹp. Dạ rồi em cảm ơn chị, tôi là mình nhá. Chị ơi em lên rồi mà sao mà của chị mà nó cứ kêu là khu vực đèn đỏ không à? Rồi con này là áo nhá, mà áo cho em áo size L. Lấy áo cho em áo 19k. 19k mà áo cho em không của ai đâu. Mà áo cho em 19k mà áo nhá, áo 19k chị nào size L lấy con này cho em. Size L cho em nhá. Em ở Đắk Lắk chị ơi. Em ở Đắk Lắk nhá. Rồi mà áo cho em áo 19k, áo là size L mang vừa cho em. Mẹ là gái Bắc, là gái Đắk Lắk. Gái là gái Bắc nhưng mà sinh sống trong miền Nam. Rồi chị nào size L, eo 74, 76. Thì mình là gốc Bắc thì nó nói tiếng nói giọng Bắc thôi. Rồi mã 309 cho em, mã 309 nhá. Mã 309 con này chị nào là size M và size L mang vừa cho em. Size M và size L mang vừa cho em mã 309 cho em. 309 cho em nhá. 19k mã 309. 309 19k. Mã 309 cho em 19k. Em lên lớp chị con lụa này. Lên chị một mã lụa nhá, chị lấy lụa chốt lụa cho em. Mã lụa. Chị nào lấy lụa chắc lụa cho em. Mã lụa nhá. Con lụa này chị nào sẽ SM thôi. SM L70-72 chị này. L70-72 mang vừa mã lụa cho em. Lăng Bác Hà Nội chứ. Mã 309. Mã 309 kìa. 309 kìa, đừng có nói chuyện nữa, nhìn một tí. 309 của chị Phạm Thị Trầm kìa. Rồi lấy chị con tím nhá, lấy tím chốt tím cho em, mạ tím chị này. Rồi chị nào lấy tím chốt tím cho em. Mạ tím cho em chị ơi, tím. Mạ tím cho em. Mạ tím nhá chị nhá. Rồi con này chị ơi, nó bị dơ này. Mạ tím của chị Nguyễn Hậu. Con này bị dơ chị ơi, con này nó hơi bị dài. Con này cũng là dáng đuôi cá chị này. Con này là cũng là đuôi cá nhá. Mạ tím em hết rồi. Chị Suka không cần phải lên số đâu, chị lấy chị cho số rồi mà. Rồi mạ 42 nhưng mà mạ tím hết rồi nhá. Lấy 42 chấp 42 cho em, mạ 42. Lấy 42 chấp 42 cho em, 42. Con này nó là dáng đuôi cá.
Rồi lấy chị một con trắng. Mã trắng cho em nhá. Trắng bị dơ một xíu. Trắng bị dơ một xíu này, lấy trắng gấp trắng cho em. Chị nào lấy trắng gấp trắng cho em nhá. Mã trắng này. Chị nào lấy trắng gấp trắng cho em. Lấy trắng gấp trắng cho em chị ơi. Mã trắng. Rồi lấy chị một con ràng lỗ nữa chị này. Lấy chị một con ràng lỗ nhá. Một con màu tím, con này xinh chị này. Lấy chị một mã lỗ. Chị là mã 27. Chị lấy mã 27, chắc mã 27 cho em nhá. Mã 27 cho em, chị nào size SM. L70, 72 chị nhá. L70, 72 mang vừa lấy 27, chắc 27 cho em. 27, 19k. Con này chị nào vừa lấy đi xinh này chị. Rồi lấy 27 cho 27 cho em, 27 19k nhé. 19k mà 27 cho em, chị nào mà size SM là vừa cho em. SM là vừa nhá, lấy 27 cho 27 cho em. Mã 27, 19k. Rồi lấy chị con này nó là vàng vải ren chị nhá. Lấy chị một con màu ren, à lấy chị con một con vải ren, mã đỏ. Chị nói đỏ cho đỏ cho em, đỏ 19k nhá. 19k mã đỏ, L76, chị nào size L. L76 mang vừa mã đỏ cho em, đỏ 19k nhá. Mã đỏ cho em 19k, chị nào L76 mang vừa, size L mang vừa cho em chị ơi. Size L mang vừa, rồi lên cho chị con này size to. Lên chị một con này size to chị nhá. Rồi con này chị nào L78 80, chị nào size XL. L80 nhá chị nhá, chị nào size L và size XL mang vừa cho em. Size L và size XL đều mang vừa cho em con này. Lên mã 11. Chị đã lấy mã 11, chấp mã 11 cho em. Mã 11, 19k nhé. Mã 11, 19k. Chị nào size L và size XL là vừa cho em. Size L và size XL đều mang vừa. Mã 11 cho em. Rồi lấy chị con đỏ cúc ngực chị nhé. Con này nó là cúc ngực này. Rồi mã đỏ cho em. Lấy đỏ chấp đỏ cho em chị ơi. Mã đỏ nhé. Mã đỏ cho em. Con này nó phối xinh này. Nó phối với cái màu này xinh lắm chị ơi. Mã đỏ nhé. Lấy đỏ chấp đỏ cho em. Đỏ. Mã đỏ, mã đỏ. Lấy đỏ chấp đỏ cho em nhé chị ơi. Mã đỏ cho em. Rồi mã đỏ nhé chị nhé. Rồi chị mã 32, bạn 312. Mã đỏ chị bậy bùi. Rồi 312 nhé, chị lấy 312, chấp 312 cho em chị ơi. Mã 312 cho em. Có lỗ, size L không? Nghe toàn răng lỗ mà chị, nó đâu có dài lắm đâu chị ơi. Chị hỏi con đầm này hả? Chị hỏi đầm công chúa hay là sườn xám hả chị ơi? Chị hỏi đầm công chúa hay là sườn xám? Sườn xám à, cái gì nhỉ? Cái hàng công chúa này đâu có dài lắm đâu chị. À sườn xám hả? Sườn xám có răng lỗ nhá chị nhá. Chị mặc size L hả? Răng lỗ size L hả chị? Em có nhưng mà bây giờ em chưa biết nó nằm góc nào đây. Size L là em có. Rồi con này chị nào size SM hả chị nhá. SM mang vừa cho em con này. Size SM thôi chị ơi. L70-72 nhá. Mã 09. Mã 09 cho em 19k chị nhá. Mã 09 19k. Mã 09 cho em 19k. Chị ơi chị cao lắm không? Chị cao lắm không chị? Mã 09 cho em. Mã 09 19k nhá. Mã 09 19k. Chị nào SM mang vừa cho em. Rồi lên chị con hồng này size nhỏ. Lấy chị con hồng này size nhỏ nhá. Con này chị nào sẽ S thôi, L68-70 nhá chị nhá. L68-70 mang vừa. L68-70 mang vừa cho em. Lấy hồng chất hồng cho em. Mã hồng cho em nhá, hồng 19k. 19k mã hồng cho em, hồng 19k. Chị nào size S. Size S thôi chị nhá, size hơi nhỏ. Mã hồng cho em, hồng 19k. Em lên cho chị con màu tím. Chị nào lấy tím chất tím cho em nhé. Mạ tím cho em. Mạ tím, chịu khó coi em like đi chị ơi.
Giờ em chưa biết nó nằm góc nào đây. Rồi chị nói là tím các chị lên trên. Mạ tím, mạ tím chị nhá. Mạ tím, mạ tím trên này. Lấy tím thấp tím trên. Mạ tím nhá các chị ơi. Mạ tím cho em, tím, tím này. Rồi con này màu xinh chị nhá. Mạ hồng. Mạ tím của chị Bảy Bùi. Con hồng nào chị ơi? Con này hả à, chị? Chị Kim Phượng ơi con này hả? Con này eo 68-70 thôi nhá, size hơi nhỏ chị này. Lấy con này thì lên số điện thoại chị em nhé chị ơi. Chị Kim Phượng có đơn chưa? Không, Kim Phượng thôi chứ không phải là Vũ Kim Phượng. Rồi chị này size S M với chị này. SM mang vừa cho em con này nhé chị nhá. Rồi mạ 35, mạ 35 cho em 19k chị này. Tay lỗ hả chị ơi, chị Kim Nhung cho em mã hồng. Đỏ với chị. Mã hồng, mã đỏ hả? Mã đỏ đâu còn con nào đâu chị. Mã đỏ có người lấy rồi. À, chị Yến Nguyễn tay lỗ hả? Tay lỗ. Tay lỗ size gì chị? Em có con tay lỗ nhưng mà size to lắm. Em có một con tay lỗ nhưng mà size to lắm, phải 65-70kg mang vừa cơ. Rồi mạ 35 nhé, chị lên số được kìa. Lấy 35 cho 35 cho em, 35 19k, con này chị nào mà... Cái gì ta? Đây này. Hồng sườn xám hả? Rồi. Con đó có người lấy rồi, con hồng nó có người lấy rồi chị ơi. Rồi em lấy cho chị một con còn tem này. Lấy cho chị một mã còn tem cho em nhé. Chị lấy còn tem, trước còn tem đi. Con còn tem này sao hơi bị to. Chị nào eo 85-90. Eo 85-90 mang vừa mã còn tem cho em. Còn tem 19k nhé. Mã còn tem cho em 19k. Chị nào mà eo 85 một loại mang vừa cho em nhé. Eo 85 mang vừa. Lấy còn tem, trước còn tem cho em. Còn tem 19k. 19k mã còn tem cho em. Em lên cho các chị một con lên chị con trắng theo. Lấy trắng theo, thức trắng theo cho em nhé. Con trắng theo này size hơi to chị. Rồi chị nào eo 76-78. Eo 76-78 mang vừa nhé. Mã trắng theo cho em. Trắng theo 19k chị nhé. Mã trắng theo cho em 19k. 19k mã trắng theo cho em. Trắng theo 19k chị nhé. 19k mã trắng theo. Mã còn tem của chị Bích Hợp kìa. Đơn của chị Bích Hợp ở đó trong đâu trong kia vậy? Chị Bích Hợp ơi, không phải lên số nữa đâu chị. Không phải lên số nữa đâu. Đơn của chị em vẫn giữ đây. Rồi cái này. Con này chị nào size S mang vừa cho em nhé. Con này chị nào size S mang vừa cho em con này. Size S mang vừa, lấy mã 61. Chị là lấy 61 cho 61 cho em. Mã 61 nhá. Lấy 61. Mã 61 cho em 19k. Mã 61. Mã 61 cho em 19k. Chị nào mà size size S. Mã trắng theo của chị Nguyễn Hậu. Con còn tem em hết rồi chị ơi. Còn tem em hết nhá. Rồi em lấy chị con cúc mực này. Con cúc mực này xinh ấy chị này. Nhưng mà mỗi tội là nó bị dơ ấy chị nhá. Dơ về các chị giặt cho em. Nói chung là ở bên trong nó bị dơ thì các chị mặc cũng chẳng ai nhìn thấy đâu. Rồi lấy chị con cúc mực. Con cúc mực này xinh chị nhá. Rồi con này xinh chị này. Sợ rứt con tem đi của người ta rồi. Rồi mà 302. Lấy 302 chất 302 cho em. Mã 302 nhé. Chị là 302 chọn 302 cho em. Mã 302. Tự nhiên rất cơ cái tem đi. Cái đó à? Không, cái con tem nó có chị Nguyễn Hợp. Lưu được cái hợp của Nguyễn Hòa. Làm gì có chị nào chị Nguyễn Hòa đâu. Đâu có. Rồi em lên cho chị con đỏ.
Đưa anh chị một mã đỏ nhé, mã đỏ xem. Con này là bẹt ba chị nhé, 302 của chị Loan Lê Kim. Mã 302 cho em nhé chị ơi. À quên, cái gì mã đỏ cho em, 302 chị Loan Lê Kim. Mã đỏ anh chị nhé, con này bẹt vai chị nhé. Các chị về mặc bẹt vai cho em. Rồi mã đỏ, đỏ chị bảy rồi. Rồi lên chị con trắng này. Lên chị một mã trắng nhé, đằng sau là nó dài như vậy anh chị ơi. Mã dài, chị nào lấy mã dài chốt mã dài cho em. Lấy dài chốt dài cho em nhé. Mã dài đằng sau là nó hơi dài một chút. Nó dài lắm luôn chứ phải là dài một chút nữa. Rồi cái phần tay của nó là như vậy các chị nhé. Phần tay của nó như thế này. Rồi lấy dài chốt dài cho em, mã dài nhé. Chị mặc lên là cái tay nó như thế này. Mã dài cho em nhé chị. Mã dài cho em nhá. Ai đón hoa vậy ạ? Đâu có. Người ta đi đường. Kệ nó khi nào mẹ nó lên là đón, kệ nó. Cứ phải sót ruột vậy, nó có đòi về đâu mà. Rồi lấy chuyện con hồng theo. Nó lên cũng kêu, nó không lên cũng kêu. Rồi lấy chị con hồng theo nhá. Mã hồng theo chứ. Con hồng theo này size nhỏ. Dài của ai? Mã dài chị Nguyễn Hậu. Rồi chị nào lấy mã hồng theo cho em. Hồng theo 19k chị nhá. 19k mã hồng theo cho em. Hồng theo 19k SM chị nhá. Size SM là mong mỏi lấy hồng theo cho em. Hồng theo 19k chị ạ. Hồng theo 19k. Em đây cho chị một con còn tem này. Lại tiếp một con còn tem của em. Còn con tương hồng tem này chị nào size SM chị nhá. Rồi con còn tem này chị nào sẽ SM thôi, con này có độ co giãn chị nhé. Con này nó có độ co giãn, chị nào sẽ SM lấy mã còn tem cho em. Còn tem 39k nhá. 39k mã còn tem, con này nó là vải ren. Mã còn tem cho em, còn tem 39k nhá. 39k mã còn tem cho em, còn tem 39k. Rồi lên chị một con tím này. Lên cho chị một con màu hoa tím nhá. Chị nào size L mang vừa cho em con này. Mã còn tem của chị Bảy Bùi. Rồi mã tím cho em 19k mã tím nhá. Tím 19k, con này chị nào size L mang vừa cho em, L76 đội mang vừa nhá. Lấy tím nhất tím cho em, tím 19k chị nhá. 19k mã tím cho em. Tím 19k chị nào size L. Rồi em lên cho chị con này xinh này. Lên cho chị con này xinh nhá. Mà con này size nhỏ lắm. Con này chị nào L68-70 thôi. L68-70 mang vừa. Lấy mã 08. Lấy mã 08 cho em 19k. 19k mã 08 cho em nhá. 08-19k. Chị nào mà L68-70 thôi, size S thôi chị nhá. Size hơi nhỏ. L68-70. Rồi đây chị con phâm xuông này. Con này nó là dáng xuông xuông chị nhá. Chị nào size SM. SM đã mang vừa, mã 08 của chị Hoàn Mỹ Huỳnh. Hồi chiều có đơn không ạ? Rồi chị nào lấy xuông cho xuông cho em. Xuông 39k nhá. 39k mã xuông cho em, size SM thôi. Cái này nó là dáng chữ A. Phần dưới là nó to một chút nhá. Phần trên là nó nhỏ hơn một chút này. Nó là dáng chữ A cho em. Rồi mã xuông. Mã xuông cho em. Xuông 39k. Hồi chiều chị có đơn ở đâu rồi? Rồi mã xuông cho em. Xuông 39k. Rồi em thấy xấu chị rồi. Mã xuông cho em nhé. Mã xuông cho em, xuông 39k mã xuông. Rồi em lên nhá chị con nha. Con trắng đi, mã trắng đi. Cái hình cái quạt này nó theo đúng chị nhá. Hình quạt này nó theo đúng chị này. Rồi chị nào L74-76 chị nhá. L74-76 mang vừa, mã trắng cho em. Trắng nhá. Mã trắng cho em này, trắng á. Mã trắng cho em 19k mã trắng.
Trắng 19k. Rồi mã trắng cho em, trắng 19k. Rồi con này chị nào sẽ S nhé chị nhé. Chị nào sẽ S lấy con này cho em. Sẽ S lấy con này cho em nhé. Mã 8. Chị nào lấy mã 8 cho mã 8 cho em. Mã 8 19k chị này. 19k mã 8 cho em. Rồi mã đỏ, chị lấy đỏ chấp đỏ cho em nhé. Mã đỏ cho em cái tay của nó như thế này nhé chị ơi. Rồi lấy đỏ chấp đỏ cho em này. Mã đỏ. Mã đỏ, mã đỏ ấy. Ủa, lỡ hôm đó ta học là hạ cả ngày à? Thế rồi có học rồi. Mã đỏ. Mã đỏ cho em nhé chị ơi, mã đỏ. Lấy đỏ chấp đỏ cho em. Rồi con này hư khóa chị nhé. Con này cúc mực. Lấy chị con này cúc mực này, má bị hư khóa. Chị nào lấy cho mã hư khóa cho em. Mã hư khóa nhé, lấy hư khóa chấp hư khóa cho em. Rồi mã đỏ chị Loan Kim Lê. Rồi chị nào lấy mã hư khóa cho em. Hư khóa các chị ơi. Rồi chị nào lấy mã tay dài cho em nhé. Lấy tay dài, chốt tay dài cho em này. Chị nào lấy tay dài, chốt tay dài cho em nhé chị ơi. Chị nào lấy tay dài, chốt tay dài cho em. Tay dài cho em. Tay dài cho em. Mã tay dài cho em nhé các chị ơi. Lấy tay dài, chốt tay dài cho em. Mã tay dài, chị Hiền Hồ. Chị Hiền Hồ có đơn chưa? Chị ơi, chưa có đơn. Chị lên số rồi kìa. Chị Hiền Hồ lên số rồi kìa. Chị Loan Lê Kim hôm nay toàn bị chậm không ạ? Rồi con này nhá, chị nào sẽ xem mở E7274 thôi chị ơi. E7274 mang vừa cho em. Mã 80 nhá, lấy mã 80 chắc mã 80 cho em. Mã 80 19k. Mã 80 cho em 19k. Con cho vào cái đó là tính con để cho mình đựng nó. Xong lại sao không lấy cái bình to khi này ra lấy còn lấy được có 2-3 cái này thôi. Rồi mã 80, mã 80 cho em 19k. Rồi đây nha các chị ơi, con này nó mặc như thế này nhá các chị nhá. Rồi đây lấy các chị con này. Mã 118. Lấy 118 xuất mã 118 cho em nhá. Nó hơi dính vào nhau ấy chị này. Rồi mã 118 cho em. Em không hiểu cái này mặc cái kiểu gì đâu. Mã 118. 118 con nào tay dài vậy? Mã 118 nhé, lấy 118 chấp 118 cho em. 118 nhé chị ơi. Mấy cái hàng sao bị ăn linh tinh là bị chứ có gì đâu. Thôi chị lấy mã 07 cho em. Lấy 07 giúp 07 cho em nhé.
Rồi chị nào lấy 07 chất 07 cho em. Mã 07 cho em đấy chị này. Ok. Không còn pin mà sạc pin chứ. Rồi chị nào lấy 07 chất 07 cho em nhé chị ơi. Mã 07. Mã 07 cho em nhé chị nhé. Mã 07 chị Nguyễn Hậu. Rồi em lấy chị con tím này. Con tím này size nhỏ lắm nhá chị ơi, con tím này size nhỏ. Chị nào chị E6. E62 63 thôi. E62 63 thôi chị nhá. Mã tím cho em, tím 19k. 19k mã tím cho em. Tím 19k chị nào E6. 62 63 thôi nhá. Chị ơi. E62 63 mang vừa mã tím cho em. Để tìm cho tím cho em nhé, mã tím cho em 19k mã tím. Con đó nó là pha nhung. Cái hoa của nó là vải nhung chị nhé. Hoa của nó là nhung. Còn cái vải là ren. Rồi chị E7274 chị này. E7274 mang vừa cho em. Lên mã 38. Chị lấy 38.38 cho em. Mã 38 cho em 19k nhé. 19k mã 38. Mã 38 cho em 19k. 19k mã 38 cho em. 38 19k chị nhá. Rồi lấy chị con tím này đi. Chị nào lấy tím chất tím cho em với chị ơi. Mã tím với chị nhá. Rồi lấy tím chất tím cho em với chị nhá. Con này nhiều màu. Rồi mã tím nhá các chị ơi. Lấy tím cho em cái tay nó như thế này. Xinh lắm luôn. Rồi chị nào lấy tím chất tím cho em. Cái nick này hôm nay nó bị sao nhỉ? Cái nick này hôm nay nó bị sao, nó bóp tương tác này. Mã tím trên hả? Cái nick Loan Huệ kìa. Cái nick Loan Huệ hôm nay nó làm sao? Ngày nay toàn bị đá không à? Ngày nay nó bị đá không à? Rồi con lụa, lấy chị một mã lụa cho em, chị nào SM nhá. Size SM mang vừa mã lụa cho em, lụa 19k chị nhỉ. Lụa 19k cho em. 19k mã lụa chị nhá, lụa 19k chị nào size SM thôi. SM mang vừa mã lụa cho em. Con này bị bung nhá, về chị may lại cho em. Rồi đây các chị ơi. Lấy mã 510. Lấy 510 chất 510 cho em. 510 nhé. Mã 510 này chỉ là 510 chất 510 cho em. Lấy 510 chất 510 cho em. Mã 510 chị nhé. Rồi cái mức ngực về các chị sửa lại cho em nhé chị nhé. Cái mức ngực bên trong về các chị sửa lại cho em. Rồi mã 268. Chị là 268 chất 268 cho em nhé. Mã 268 cho em. Lấy 268 chất 268 cho em chị này. 510 của chị Loan Lê Kim. Rồi lấy chị con này. Lấy chị một con màu xám cho em nhé. Rồi mã 21. Chị nói lấy 21 chất 21 cho em. Mã 21 cho em. Một con màu xám chị ơi. Chị lấy 21 chất 21 cho em nhé. Mã 21 cho em. Con này nó là màu xám chị nhé. Con này màu xám nhưng nó đẹp. Như thế cái màu nó xinh. Rồi mã 21, lấy 21 chất 21 cho em. Mã 21 đó chị ơi. Các chị biết con này bữa trước là bán bao nhiêu không? 140k luôn á. Con này bữa trước là 140k luôn á chị. Mà bữa nay có 30.000 thôi. Rồi mã 41, mã 21 cho em.
Mã 21 cho chị nhé. Lấy 21 cho 21 chị. Lấy 21 cho 21 cho em nhé chị ơi. Mã 21 là mã 21. Rồi em lấy chị con trắng này. Lấy chị một mã trắng nhé. Chị nào size S eo 68-70 đấy chị này. Eo 68-70 mang vừa mã hồng cho em. Hồng 19k chị nhé. 19k mã hồng cho em. Mã 21 chị Loan lên xin. Mã hồng cho em. Con này xinh lắm luôn chị Loan. Con này cực xinh luôn. Em thấy cái màu của nó màu xám mà xám đẹp. Em thấy xám, xám hay hay ấy. Em thấy cái màu của nó hay hay. Rồi chị nào lấy vàng nhá. Mã vàng cho em, con này bị dơ các chị nhá. Con này phần bên trong nó bị dơ. Rồi mã vàng cho em, lấy vàng chốt vàng cho em nhá. Chị nào lấy vàng chốt vàng cho em. Mã vàng cho em. Rồi lên chị con trắng này. Lên lên chị con trắng nhá. Mã trắng cho em, con trắng này bị rơi chỗ này chị nhé. Lấy mã trắng cho em, lấy trắng nước trắng cho em. Con này là đúng là trắng trơn luôn. Rồi chị nào lấy trắng nước trắng cho em nhé. Mã trắng cho em nhé chị ơi. Mã trắng cho em. Mã trắng nhé chị nhé. Rồi lên các chị con lụa dáng dài. Chị nào sẽ SM. Chị Kim Phượng, chị lấy con vừa xong hả chị? Con này phải không chị ơi? Con này của chị Kim Phượng này ok chị. Rồi con này chị nào sẽ SM nhé chị nhá. SM mang vừa cho em con này. Lấy mã, chị nào lấy mã 263. Lấy 263, cấp 263 cho em. 263 19k chị nhá. 19k mã 263. Con này chị nào mà sẽ SM với chị nhé. SM mang vừa mã 263. Hoa này là hoa theo chị nhé. Con này không phải là màu trắng trơn, nó là màu trắng kiểu như trắng sữa. Trắng sữa. Rồi mã 263 trên 263 19k. Chị nào sẽ SM nhé. SM mang vừa mã 263 cho em. Không phải à chị? Không phải là con trắng nào? Vậy thì trắng nào vậy chị? Rồi con này chị nào size L cho em nhé. Mã quần cho em này. Chị nào lấy quần chắc quần cho em size L mang được. Rồi chị nào E76 rồi lại mang vừa cho em nhé. E76 mang vừa lấy quần chắc quần cho em. Mã quần cho em 20k. 20k mã quần nhé. Mã quần của chị Hiền Hồ. Quần 20k nhé chị nhé. Này con ơi. Cái con này nó cứ đến giờ là nó dở trứng mặt sao rồi. Rồi em xem con này nó là size gì. Em một con quần ống rộng này. Mã 20 hả? Định mã 20 con. Mã 20 xem nó là. Rồi con này size to hơn. Con này chị nào size XL L80 nhá. Con này L80 đấy chị này. Mã 20 là con. Rồi con này là quần yếm nữa này các chị này. Bây giờ các chị tùy chỉnh cái dây nhá. Nhưng mà con này size to hơn. Chị nào size L L80 con. Mã 22. Mã 22 cho em chị nhá. Mã 22 cho em 19k mã 22. 22 19k. Tìm con mã 20 là con 22.
mà 20 chị không phụ. Hay là có ai chốt rồi? Chị Nguyễn Hậu. Con này chị Nguyễn Hậu. Chị Kim Phượng á. Chị kêu chị chốt mà con màu trắng mà 20 á. Nên bị tưởng là con trắng kia mà không phải. Không phải con đó. Rồi lên các chị con này nhé chị ơi. Rồi mạng 335. Đấy 335 trận 335 chị em. Đâu có con nào mà 20 chị. Chắc là ai chốt rồi. Rồi mạng 335 chị em nhé. Lấy 335 trận 335 chị em. Để cứ sao cho nó nổi lên. Ngồi đây là ngồi bị đấm nó ngồi người ấy. Mặc người ấy chẳng sao ta đúng. Ngồi xì đà nó mới vậy. Rồi đây nhá chị ơi, con này bị dơ. Con này bị dơ nhá chị nhá. Dơ này nhưng mà dơ giặt được. Con này dơ. Dơ mà dơ giặt được nhá. Rồi mạng 329. Lấy 329 cho 329 cho em. Mạng 329 này, cổ là cổ giọt nước. Cổ giống cổ sườn xám chị này. Cổ giống cổ của sườn xám nhá. Rồi mạng 329 cho em. Chị là 329 cho 329. 329 là 329 cho em. Mạng 329 cho em nhá chị ơi. Rồi em lấy chị con lụa này chị này. Lấy chị con lụa này nhá. Con lụa này chị nào sẽ SM nhá. SM mang vừa mã lụa cho em. Mã lụa cho em 19k luôn đấy chị này. Lấy lụa chất lụa cho em nhé. Lụa 19k. Chị nào mà eo 72-74 eo 74 mang vừa nhé. Mã lụa cho em lụa 19k nhé chị nhé. Mã lụa cho em 19k. Chị nào eo 72-74 cái đầm con chú to. Cái to mà dài hả? Ôi giờ chẳng biết đường nào đâu chị ơi. Hình như cái dài đó phải không? Cái dài đó như ai chốt là đúng hơn. Bây giờ nó nằm trong cái đống này sao mà biết được chị ơi. Không biết nó nằm đâu luôn á. Rồi mã lụa cho em, lụa 19k nhá. Con này chị nào em 72-74 nhá. Em 72-74 mang vừa cho em. Mã lụa của chị Hoàn Mỹ Huỳnh. Rồi đây các chị ơi, con này con này đằng sau là nó có nơ như này nhá chị nhá. Cái nơ này tháo được, các chị không thích về các chị tháo ra được cho em nhá. Con này là cúc ngực. Con này nó là cúc ngực nhá chị nhá. Rồi mã 526. Lấy 526 chấp 526 cho em. Mã lụa em hết rồi chị ơi. Mã 526 cho em. Con trắng trơn hả? Con trắng trơn cúc ngực hả? Rồi mã 526. Mã 526 cho em. Không, con trắng kia có người lấy rồi. Mạng 526 của chị Nguyễn Hậu. Con trắng trơn cúc ngực này thôi. Con trắng này cúc ngực thì đâu có dài lắm đâu. Lấy trắng trơn cho em nhé. Lấy trắng trơn chứ trắng trơn cho em. Trắng trơn đó chị nhé. Con là trắng trơn. Mạng trắng trơn cho em. Rồi em lấy chị một con màu cam. Lấy chỉ một mã cam cho em nhé. Mã cam. Rồi con này cúc ngực cho em. Con lụa đó có người lấy rồi chị ơi. Trắng trơn của chị Ngọc Mến. Con lụa đó là size M, size L gì đó. Em chả nhớ nữa rồi. Đây này. Của chị Ngọc Mến.
Rồi chị nào lấy mã mã cam nhé, lấy cam chút cam cho em, mã cam cho em. Mã cam. Lấy cam chút cam cho em, cam cam. Mã cam nhé chị ơi, lấy chị con xanh này. Cái con xanh này chị nó là bệt vai chị nhá. Các chị về mặc nó bệt vai cho em. Lấy xanh chút xanh cho em. Mã xanh nhé, mã xanh cho em này. Rồi lấy xanh. Chị lấy xanh chất xanh cho em. Xanh xanh nhé các chị ơi. Mã xa, mã cam của chị Loan Lê. Của chị Loan Lê Kim. Mã xanh của chị Song Tử. Xanh của Song Tử, cam chị Loan Lê Kim. Rồi con này nó là, con trắng này nó là cúc ngực nha các chị ơi. Con này nó cúc ngược này, chị lấy mã 10. Lấy mã 10 chốt mã 10 cho em nhé. Chị nào lấy mã 10 chốt mã 10 cho em. Chị nào lấy mã 10 chốt mã 10. mã 10 nhé chị ơi, mã 10 cho em. Đây này, em có con trắng đây này. Con trắng này em miêu tả cho các chị này. Con này hỏi lưng cho các chị nhé. Nó là dáng cổ yến như thế này. Đó, đây, chị nào lấy mã trắng trơn cho em nữa này. Lấy các chị một con trắng trơn nữa nhá. Nó khổ là như thế này nữa chị ơi. Nhưng mà nó sau lưng nó khổ. Con này chị nào size nào cũng vừa. S, M, L, X, L gì đều vừa cho em nữa chị này. Đằng sau này nó có độ co giãn. Lấy mã trắng trơn cho em. Lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em nhé. Lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em. Hoàng về hả? Còn từ đây không? Đây đây. Cho nó bớt này. Cho nó bớt này đã chị đang làm. Cái này nó chiếm nhiều quá. Con đầm 2 giây. Con đầm 2 giây là con nào nhỉ? Để mai nhé chị nhé. Mai em gọi điện cho chị rồi em miêu tả cho chị rồi chị ấy nhé. Chứ giờ em không biết con nào đây. Xò bỏ hết vào bịch rồi. Rồi con này cúc ngực nhé chị ơi. Con này nó cúc ngực cho em này. Mã 243. Lấy 243 chốt 243 cho em. Mã 243 nhé. Lấy 243 chốt 243 cho em nhé chị ơi. Mã... mã 243 cho em. Rồi con này dáng đầm chị nhé. Lấy chị con đầm này. Lấy đầm chất đầm cho em. 243 của chị Song Tử. Rồi lấy chị một mã đầm. Rồi con đầm này chị nào sẽ SM thôi. Mã đầm cho em nhé. Đầm 19k. 19k mã đầm cho em, chị nào sẽ SM. 243 của ai vậy con? Rồi lấy chị một mã xanh nữa. À em bên GNT chị ơi. GNT nhá, giao hàng tiết kiệm họ chưa đi đâu chị. Giao hàng tiết kiệm họ chưa đi. Mà khi em cũng ra gửi bên giao hàng tiết kiệm á. Nhưng mà bữa giao hàng tiết kiệm từ bữa dịch đến giờ chỉ thị 16 giờ họ chưa đi á. Rồi con này chị nào lấy mã xanh, lấy xanh chất xanh cho em nhé. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em này. Mã xanh cho em. Chị nào mà ở miền Bắc thì em đi đơn nhé. Ở miền Nam chị nào muốn em dự đơn thì cọc cào cho em nhé các chị ơi. Cọc cho em rồi em dự đơn nhé. Tại vì khu vực miền Nam họ chưa lấy chị ơi. Mạng xanh của con xanh của chị Bảy Bùi kìa. Rồi lấy chị con trắng này, con trắng này cho em nhé. Lấy mạng trắng đi. Lấy trắng chất trắng cho em nhé con. Rồi chị nào lấy mạng trắng. Lấy trắng chất trắng cho em nhé chị ơi. Mạng trắng cho em này.
bạn trắng cho em nữa chị nhé. Rồi đây chị này, em có một con đầm dạ hội, một con màu cam, có đầm trắng dây hả? Thế em có một chiếc á chị ơi, nên có một chiếc đầm trắng dây á. Rồi chị nào là mã cam nhá, lấy cam chốt cam cho em. Mã cam cho em này chị này, lấy cam chốt cam mà ơi. Con này cúp vừa có chị nhá. Cho cái dài, cho cái màu mới. Đúng không chị? Không chị ơi, toàn cái hàng này không. Em like cho hết cái hàng này đi. Rồi mã cam của chị Thanh Bình. Cam chị Thanh Bình. Này có một con trắng trơn không? Đây đây chị này, đằng sau này nó hở lưng như này nhá, mã cam hết rồi chị ơi, đằng sau là hở lưng. Chị Hiền Hồ chốt trắng cho chị Hiền Hồ chưa? Chị nói chị có con trắng rồi. Hiền Hồ coi lại thử coi. Huyền Hồ đấy, một con trắng. Hiệu Nghĩa, Hiệu Nghĩa hình như vẫn đông đó. Anh hỏi em không hiểu đích à. Hiệu Nghĩa, Hiệu Nghĩa. Rồi đây chị ơi, con này nó là như thế này nhé chị nhá. Đằng sau là nó hở lưng. Mai phải gọi ông dạy nhá. Mấy giờ? Khi nào mày dạy thì gọi. Chị Thanh Bì, chị chốt mấy cái rồi hả? Em biết được chị ơi, giờ em không thể kiểm được. Rồi, chị nào là mã trắng trơn cho em nhé. Lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em. Trắng trơn. Lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em. Chỉ có một con đó thôi chị. Lấy trắng trơn, chốt trắng trơn cho em nhé. Trắng trơn cho em. Mã trắng trơn cho em nhé chị này. Học cam. Rồi, lấy chị con xanh này. Mã xanh nhé. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh nó như thế này các chị nhá. Rồi chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Rồi chị nào lấy xanh chất xanh cho em, một con xanh nữa chị này. Một bên dây và một bên có tay chị nhá. Lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh. Lấy xanh chất xanh cho em. Rồi con này xinh đấy chị này. Con này xinh đấy chị ơi. Lấy mã 08. Chị lấy 08 chứ 08 cho em nhá. Nó dài đấy chị này. Nó là màu vàng. Rồi chị nào lấy mã 08. Lấy 08 chứ 08 cho em. Nó tự như đầm dạ hội nữa chị này. Nó là màu vàng gì? Màu vàng kem à? Lấy mã 08 chị Loan Lê Kim. Thế nhưng bữa chị Loan có màu này như màu trắng hay màu gì? Bữa em thấy chị có một chiếc. Mã 08 sẽ hết rồi chị ơi. Không, chị Loan có hình như cái này có mấy con á. Em thấy chị chốt như có 2-3 chiếc rồi. Hết rồi nhớ chị ơi. Mã 08 hết rồi. Hết mã 08 nữa chị ơi. Rồi lên chị con đỏ. Lên chị mã đỏ cho em nhé. Rồi con đỏ này chị nào size SM chị nhé. SM mang vừa mã đỏ cho em. Đỏ 19k nhé. 19k mã đỏ cho em. Chị nào size SM. SM mang vừa mã đỏ cho em. Đỏ 19k nhé chị ơi. Mã đỏ cho em 19k. Chị nào size SM. SM mang vừa mã đỏ cho em. Đỏ 19k. Nhìn rồi. Rồi đấy chị ơi, con này SM nhé, nhưng mà nó lụy lỗ nhẹ không này. Để các chị cho một cái miếng thôi, các chị may lại cái này chị em. Rồi mã lỗi, chị nào lấy lỗi chất lỗi cho em nhé. Đó. Nó bị bông hoa thôi, để chị may lại là được. Mã lỗi cho em nhé, mã lỗi, lỗi. Lỗi một xíu thôi chị ơi, không nhiều đâu. Rồi em lên cho chị một con lụa màu xanh này. Lấy chị một mã lụa nhá. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em.
lấy lụa chất lụa cho em chị ơi. Chị nào E72 E72 74 mang vừa mã lụa cho em nhé. Lấy lụa chất lụa cho em chị. Mã lụa cho em. Lụa E72 E74 chị nhé. Mã lụa cho em E72 E74. Rồi con tím này size to chị này. Okay. Cái đó hồi chiều một chút mà cái lỗ đó. Vậy á chị. Vậy à chị. Rồi con này size to, con này chị đã eo gần 100 lận. Eo gần 100 nhá, eo gần 100 này, mã 100 cho em. Mã 100 eo gần 100 cho em nhá, 19k chị này. Rồi 19k mã 100 eo 100 cho em. Mã 100 eo 100 cho em 19k chị nhá. Rồi em có con gấm này. Con gấm này chị nào sẽ S. Con này chị nào sẽ S mang vừa nhá. Lấy mã gấm cho em. Mạ gấm. Gấm cho em 19k mạ gấm nhá. Gấm 19k con này chị nào sẽ S thôi. Mạ gấm cho em 19k. Em xem lại live hồi chiều là thấy mà. Vậy á chị. Hồi chiều chị có chốt một con như vậy hả? Hay là chị chốt mà em lại không bỏ vào ta? Hay là con đó chị có chốt mà em không bỏ vào? À ý là chị bỏ con này ra hả? Thế là chị bảo em bỏ cái này vào đó. Mạ gấm của chị là Loan Lê Kim 19 nha, đi vào. Rồi lấy chị con gấm vàng này nữa này. Con này nó là cách tân nhá. Em có đọc hả? À nói lỗi phần ngực, đúng rồi. Em còn nổ lỗi phần ngực. Vậy là hay là em chưa bỏ bài cho chị rồi. Đúng rồi đó, vậy chắc là con này rồi. Một chiều la được. Rồi size SM mang vừa nhé, mã vàng cho em. Vàng 19k luôn. 19k mã vàng, con em có mấy con luôn này. Chị nào có lấy về. Về lấy về làm gì nhỉ? Em nói là cái gì ta? Mặc đồng phục á. Hay là các chị trong cái gì hội nhóm, hội nhất gì đó. 4-5 con chị ạ, mã vàng cho em, 19k mã vàng. Nó là dáng cách tân. Lộn xộn quá đi. Mã vàng cho em 19k mã vàng nhá. Vàng 19k, em có 4-5 chiếc, có chị nào lấy hết không? Mã vàng cho em. Vàng 19k chị. Rồi em đây chị con trắng thêm. Cách tân của chị Loan Lê Kim. Chị ơi lấy hết không chị, em có mấy con luôn. Chị Ngọc Mến. A à, của bỏ dây 19 nhá. Rồi đây chị con trắng theo này, chị nào sẽ SM. Con này nó là dáng on body nhá. SM mang vừa, lấy mã trắng cho em. Trắng 19k mã trắng. Trắng 19k chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa mã trắng cho em. Trắng 19k. 19k mã trắng cho em nhá. Trắng 19k. Đấm bây giờ. Rồi con này chị nào cũng sẽ SM. Chị nào cũng sẽ SM mang vừa cho em nhá. Mà 265. Lấy 265 chất 265 cho em. 265 19k. 19k mà 265. Trắng của chị của chị Kim Phượng. 19.000 đi nó vào. Màu đen hả chị? Màu đen hả? Em giờ không biết giờ nó nằm góc nào đây. Có không biết nó nằm góc nào đây. Rồi chị nào size L con này cho em nhé. Size L con này là cho em. Lấy mã xanh. Mã xanh cho em, xanh 19k. 19k mã xanh, em có một con màu đen body dáng dài mà giờ không biết nó nằm ở đâu đây. Em có một con body màu đen dáng dài, xinh lắm mà giờ không biết nó nằm khúc nào đây. Rồi mã xanh cho em, xanh 19k, chị nào E76 size L. E76 mang vừa lấy xanh giúp xanh cho em, xanh 19k mã xanh. Rồi con đỏ này. Con đỏ này cái nước nó mới đổ vào á, đâm là nó ấy nhá chị nhá. Lấy chị con đỏ gấm. Con này nó là vải gấm đấy chị. Rồi mã đỏ cho em. Mã đỏ nhá. Chị nào E6, E7, 70, 72, SM.
Hết mờ mang vừa mã đỏ cho em, đỏ 19k. Đỏ 19k nhá. Mã vàng. Mã vàng, chị Loan Lê Kim. Em chốt chị vàng rồi, chị cho chị rồi má. Con vàng chốt cho chị rồi. Rồi mã đỏ cho em, đỏ 19k nhá. Đỏ 19k. Vàng này đúng không? Đây nhá chị ơi, vàng có mấy con luôn, 4 năm chiếc, chị lấy hết không? Chị lấy hết không? Chị Loan Lê Kim. Hết mờ thôi. Mã vàng cho em. Vàng 19k mã vàng. Rồi lấy chị con hồng này. Rồi mã hồng nhá, lấy hồng chất hồng cho em. Chị nào lấy hồng chất hồng cho em nhé chị ơi, hồng. Mã hồng cho em, tôi là mình. Cái lỗi hồi chiều em bảo. Rồi mã hồng, hồng cho em, hồng. Mã hồng vậy hả chị? Mã hồng em con này của chị ấy kìa. Con đó của chị, của chị tôi là mình. Mã hồng cho em hồng 19k chị nhá. Mã hồng cho em 19k. Em có set này. Set chị nào lấy không có chị ơi. Nó là vải nhung nhá. Thì như cái con lỗ. Cái này nó là vải nhung chị ơi, cái này là bây giờ là em bán lỗ nhá. Này là bây giờ em bán lỗ chứ không phải là nhập đại số điện thoại bố rồi mật khẩu đại đi. Rồi chị nào mã hồng của chị Kim Phụng. Mã hồng của chị Kim Phụng đi. Mày làm gì mày làm? Rồi set này chị nào mà từ 55 ký rồi mang vừa cho em, SML được vừa cho em nhá. SML nó mang vừa. Nó là set nhung. À. Vậy hả? Mã hồng của chị Kim Phụng. Rồi con này là mã nhung cho em nhé. Mã nhung cho em 99k chị này. 99k mã nhung cho em. Nhung 99k kiểu rất là dễ thương chị nhé. Lấy nhung giúp nhung cho em. Nhung 99k. Cái này các chị lấy về mặc là chất mã hồng bao nhiêu. Mã hồng. Mã hồng mà có người lấy được chị ơi. Đồng giá là 30k hết mà. Con nào khác giá đem báo thôi. Mã nhung cho em nhé. Mã nhung cho em. Nhung 99k. Rồi hàng này cũng vậy chị này. Con này, cái set này có màu đen và màu hồng. Rồi cái này có hai màu. Không. Rồi cái này có màu đen và màu hồng. Con này là màu hồng phấn chị nhá. Chị lấy 2. Chị lấy 2 hả? Lấy 2 set này hay sao chị? Chị lấy cái gì chị ơi? Rồi set này dễ thương lắm luôn chị ơi. Màu đen và màu đen và màu hồng nhá. Em bán lỗ chị ơi. Em lấy là à, con hồng này hả? Mã hồng này sao chị? Chị Loan Kim Lê. Rồi mã hồng này. Phải cái này không chị? Mã set cho em nhé. Set hồng. Set hồng, set đen. Nó có màu hồng và màu đen. Và mã nhung cho em nhé. 99k em bán lỗ. Này em nhập vào đã 100 mấy rồi. Em nhập vào đã hơn 100 rồi. Chứ không có cái giá này đâu. Có chị nào lấy không? Màu hồng. Màu hồng, màu đen. Và bộ màu nhung. Bộ nhung là nó chỉ có một màu đen thôi. Set nhung chỉ có một màu đen thôi nhé chị nhé. Set nhung là chỉ có màu đen thôi nhá các chị ơi. Rồi em lấy chị một con rắn lỡ tay lỡ nữa chị này. Rồi chị nào lấy tay lỡ cho tay lỡ cho em. Rồi chị nào sẽ SM nhá. Sẽ SM mang buồn cho em. Biết là chị lấy hồng nào đấy. Rồi chị nào sẽ SM mang vừa mà 2
Mã 232 cho em. Lấy 232 chắc 232 cho em chị ơi. Mã 232 cho em 39k nhá. 39k mã 232 cho em. 232 39k con này màu xinh chị này. Lấy 232 chắc 232 cho em. 232 à cái gì? 232 cho em nhá, 39k mã 232. Mã 232 cho em. Rồi em lấy chị con đầm này. Mã đầm cho em nhá. Mã đầm chị nào sẽ SMO. SMO đầm mang vừa mã đầm cho em. Đầm 19k nhá. 19k mã đầm cho em. Đầm 19k chị nào sẽ SMO nhá chị nhá. SMO mang vừa mã đầm cho em. Đầm 19k. Rồi mã đầm cho em. 19k mã đầm nhá chị ơi. Mã đầm 19k chị nào sẽ SM không? Rồi em lấy chị con màu đỏ này. Lấy mã đỏ nhá. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ cho em. Không biết nữa. Mã chị chậm hay là thế nào mà em không biết. Rồi sẽ SM E7274 chị này. E7274 mang vừa mã đỏ cho em. Đỏ 19k chị nhá. 19k mã đỏ cho em chị nào E7274 nhá chị nhá. E7274 mang vừa mã đỏ cho em. Mã đỏ cho em 19k. 19k mã đỏ cho em nhé chị ơi. Đỏ 19k cho em. Rồi mã đỏ cho em. Đỏ 19k nhé chị nhé. Mã đỏ. Rồi con này chị nào sẽ S6870 E6870 mang vừa cho em con này. Mã 244. Lấy 244 chút 244 cho em. 244 19k nhé. Mã 244 cho em 19k. Con này lấy đầm ở đây đi con. Đầm xa quá. Đầm xa quá đi con. Lấy cho mẹ cho em. Hết rồi. Còn có cái nữa là rồi đó bị lỗi rồi. À chị lấy hai áo vàng cách tân. Rồi ok chị. Lấy hai áo vàng cách tân. Lấy hai cái chị chưa? Một cái rồi. Có hình như hai rồi đúng không? Rồi con này nhá. Con này chị nào mà con này nó là cúp mực. Mã 108. Lấy 108 cho em. Lấy bên trên đi. Lấy 108 chắc 108 cho em nhá. 108 cho em. 108 cho em, cái này nó là cúp ngực của chị nhá. Lấy 108 chút 108 cho em. Rồi đây lấy chị con này cái chị này. Rồi mã 115. Lấy 115 chút 115 cho em chị ơi. 115 cho em. Mã 115 nhé chị nhé. Mã 115 cho em. Chị lấy 115 chút 115 cho em. Bỏ xe vào này. Bỏ cái hàng xe vào này. Bỏ cái này. Bỏ cái này gọn vào đây. Treo lên. Treo lên mình đổi luôn á. Cái gì? Cái xe này lên. Lấy cái móc treo nó lên. Tìm chiếc hấp dẫn hư á. Con hồng nó có người lấy rồi chị ơi. Con hồng nó có người lấy rồi nhá chị nhá. Rồi cái này chị nào E7476. Con này chị nào E7476 mang vừa cho em. Mã 58. Mã 58 cho em. Mã 58 E76 chị ơi. Lấy 58 chất 58 cho em. 58 E76 kéo cửa vào hơn rồi. Mã 58 cho em E76 mang vừa cho em. 19k nhá. Rồi lấy chị con này xinh chị này. Rồi chị nào lấy mã. Lấy mã 58 cho em 19k mã 58. Em lấy chị một con hoa nhí này. Rồi chị nào sẽ SMO chị nhá. Lấy mã 01. Chị lấy mã 01 chất mã 01 cho em. Mã 01 cho em 19k nhá. 19k mã 01. Mã 01 19k chị nào mà sẽ S, xe màu
SM mang vừa cho em. Mã 01 cho em 19k. 19k mã 01 cho em nhé. 01 19k nhé chị ơi. Thôi chị nào lấy trắng, gấp trắng cho em nhé chị nhé. Mã trắng nhé chị nào. Rồi chị nào lấy trắng gấp trắng cho em chị ơi, mã trắng cho em. Mã trắng chị nhá, lấy trắng gấp trắng cho em chị. Mã trắng quá. Lấy trắng gấp trắng cho em chị ơi, mã trắng nhá. Mã trắng cho em. Rồi con này cúc mực nữa chị nhá. Em lên đó chị, con này nó là cúc mực đó chị này. Rồi mã 319. Chị lấy 319 cho 319 cho em. Mã 319 cho em chị nhá. Mã 319 cho em này. Lấy 319 cho 319 cho em. 319 cho em nhá. Mã 319 nhá chị ơi. Rồi em lấy đó chị, con này cúc mực nhá chị nhá. Con này nó là cúc mực. Rồi chị lấy mã 20. Mã 20 chị ơi, lấy mã 20 chất mã 20 cho em nhé. Chị lấy 20 chất mã 20 cho em. Mã 115. 115 chị lo bên kia. Đâu có mã 115 đâu chị. Đâu có con nào 115 đâu chị ơi. Không có 115 nhé chị nhá. Mã 01. Mã 20. 319. Mã 319 nữa chị. Chị cho 319. Chị Nguyễn Thị Dung. 319 chị Nguyễn Thị Dung. Rồi con này bẹt vai nhá chị ơi, con này là bẹt vai như này nhá chị nhá. Lấy chị một con bẹt vai này. Lấy mã 247. Lấy 247 chút 247 nữa. Chị ơi không cần phải lên số được đâu. Lên một lần là bọn em ghi rồi nhá chị nhá. Lên một lần thôi chị ơi, lên số một lần thôi. Rồi lên mã cho em là được. Rồi mã 247 cho em, 247. Lấy 247 chút 247 cho em này. Mã 247 cho em. Rồi em lấy chị, con này nó hở lưng giúp chị nhá. Con này lưng của nó là như thế này nhá chị ơi. Rồi chị nào lấy mã hở lưng cho em. Lấy hở lưng cho em nhá. Hở lưng, chị nào lấy hở lưng cho, hở lưng cho em. Mã hở. Hở lưng. Rồi mã trắng. 247 chị Nguyễn Hậu. 247. Rồi chị nào lấy trắng chất trắng cho em nhé. Mã trắng cho em này. Mã trắng cái này về các chị sửa lại cho em nhé chị ơi. Mã trắng, chị lấy trắng chất trắng cho em. Chị lấy trắng chất trắng cho em nhé. Mã trắng cho em. Con 247 là xinh. Lấy trắng chất trắng cho em chị nhé. Mã trắng cho em. Rồi lên cho chị một con màu xanh xám chị này. Màu xanh xanh xám xám chị nhá. Màu xinh lắm, xinh hơn ở ngoài nhá chị nhá. Con này đẹp hơn ạ, đẹp hơn ở trên live. Chị Nguyễn à, cái gì? Chị quên rồi. Mã 545. Chị Nguyễn Hậu. Đây chị Nguyễn Hậu đó. Đây chị đây, dưới đây là chị. Con bỏ chị đó khoảng vào đấy đi. Bỏ khoảng vào. Rồi cái này là chị Hiền Hồ này. Này là chị Hiền Hồ. Ở màu ngoài xinh hơn trên like chị. Em thấy màu ngoài xinh hơn trên like. Màu xanh xám. Rồi chị Hiền Hồ. Ô chị Hiền Hồ. Khoan. Cái đơn ngoài kia là của chị nào? Chỗ gần con canh. Đó. Bịch đó. Không phải.
Con thưởng thức dây điện kìa. Mạng 515 hết rồi chị ơi, mạng 515 của người khác rồi. Hết rồi nhá chị nhá. Sau đó có hiền hộ. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Tương ơi, không cần phải lên số nữa đâu. Không phải lên số nữa đâu nha chị ơi. Không cần phải lên số nữa đâu. Rồi con này cúp ngực nhá chị nhá. Anh lấy chị con này cúp ngực nữa chị này. Mạng 38. Chị lấy 38 chất 38 cho em nhé. Mạng 38 cho em. 247. 247 của ai? Còn không? 247 hết rồi chị ơi. Mạng 38. Lấy mạng 38 chất mạng 38 cho em. Mạng 38 nhé. Lấy mạng 38 chất mạng 38 chị nhé. Mạng 38 của chị nhé. Bỏ chị chơi cho chị Hồng cho. Rồi đây nhá chị ơi, lấy mã 90. Lấy mã 90 chốt mã 90 cho em nhá, mã 90 chị. Lấy mã 90 chốt mã 90 cho em. Lấy 38 xả 247. Của chị Nguyễn Hậu. Rồi mã 05 nhá chị ơi, lấy mã 05 chốt mã 05 cho em. Mã 027 chị cho đến 050. Rồi đây nha các chị nhá. Con này mặc nhẹ nhàng ấy chị này. Mặc hơi bị nhẹ nhàng luôn. Rồi lấy mã 38. Chị lấy 38 cho 38 cho em nhá. Mã 38 cho em con này. Chị lấy 38 cho 38 cho em. Mã 38 nhé chị ơi. Lấy 38 cho 38 cho em. 38, 38 chị nhé. Rồi em lấy chị một con cúp ngực. Lấy chị một mã cúp ngực cho em nhé. Rồi chị nào lấy mã xanh đi. Lấy xanh chất xanh cho em. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em nhé. Mã xanh cho em chị này. Lấy xanh chất xanh cho em. Con này có ngực nhé chị ơi. Xanh xanh nhé chị nhé. Mã xanh nhé các chị. Lấy xanh chất xanh cho em. Một con cổ yếm. Nó hơi dâu một tí chị nhé. Con này nó hơi dâu một xí này. Lấy cổ yếm chất cổ yếm cho em. Chị nào lấy cổ yếm chất cổ yếm cho em nhé. Mã cổ yếm cho em chị. Mặc lên nó như vậy xinh lắm chị ơi. Lấy cổ yếm chút cổ yếm cho em. Cổ yếm, cổ yếm. Mã cổ yếm nhá các chị nhá. Rồi em đây nhá chị, con tên lớn này. Con này chị nào sẽ S. Con này chị nào sẽ S nhá. Nó là dáng đầm cho em. Sẽ S tên lớn chị này. Rồi con này chị nào lấy tên lớn đi. Mã tên lớn cho em 329k nhá. 29k mã tay lỡ cho em. Tay lỡ 29k, nó là dáng đầm chị nhé. Mã tay lỡ cho em 29k mã tay lỡ. Tay lỡ 29k, rồi con một con màu, à cái gì? Một con lụa. Lấy chỉ một mã lụa sẽ S màu. SM mang vừa mã lụa nhé, lấy lụa chất lụa cho em, lụa 29k. Mã lụa cho em 29k, chị nào sẽ S màu thôi. SM mang vừa mã lụa cho em, lụa 29k nhé. Dạ chị size hơi nhỏ. Rồi con này chị nào size màu E7274. E7274 mang vừa mã đỏ cho em nhé. Mã đỏ cho em 19k mã đỏ. Đỏ 19k chị nào E7274 chị nhé. E7274 mang vừa mã đỏ cho em. Mã đỏ 19k. À cái gì? Đúng rồi, đỏ 19k.
Rồi con này chị nào size L nhá. F7678. Con này nó là dáng đầm. F7678 mang vừa mã đầm đi. Lấy mã đầm chất mã đầm cho em. Mã đầm 19k. Con này nó là vải lụa chị nhá. Lấy đầm chất đầm cho em. Đầm 19k. Mã đầm cho em. Đầm 19k chị nhá. Rồi em lấy chị con xanh này. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Chị nào F6870 sẽ chị nhá. F6870 mang vừa mã xanh cho em. Xanh 19k. 19k mã xanh cho em nhá. Xanh 19k chị nào F6870 thôi. Sẽ đang vừa cho em. Chị Phương Nguyễn đầm. Con đầm đâu rồi? Con đầm chị Phương Nguyễn chưa? Đó. Phương Nguyễn á. Đâu chị đi rồi. Con đấy. Con đầm nó nhỏ như chị Phương Nguyễn thôi. Eo của nó có eo 68 nhá. Em 6870 đây chị. Có vàng này chị này. Lấy vàng cách tân cho em. SM. Mã vàng cho em này chị này. Vàng 19k chị nhé. Mã vàng 19k SM. Nó là cách tân. Rồi mã vàng cho em. Vàng 19k. Con này là dáng cách tân chị nhé. Mã vàng cho em 19k, chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em, mã vàng. Xin chào chị Lan Vi. Rồi rồi, ok chị. Ủa? Cái còn cái đơn trước em đi rồi mà giờ, bây giờ không biết làm sao đây chị ơi. Chị cọc cho em một ít được không? Chứ cái đơn nó đi mất tiêu rồi. Của chị Phương Nguyễn. À không, cái đó là của ai đâu. Cái đơn đó, cái đơn kia của chị bây giờ em phải lưu kho. Khi nào phải lưu kho, khi nào hết thì họ mới giao. Mà bây giờ lưu kho mới đến đời nào. Chị cọc cho em một ít được không chị? Bây giờ mà lưu kho cũng chết, hoàn về cũng chết. Kiểu nào nó cũng chết. Kiểu nào cũng chết. Rồi lấy chị con này cổ chữ V nhá. Đằng trước là cũng chữ V này, đằng sau là cũng cổ chữ V cho em. Một con hoa nhí. Chị nào lấy hoa nhí, chốt hoa nhí cho em nhá. Mã hoa nhí cho em, hoa nhí, hoa nhí. Hoa nhí cho em nhá, chị ơi lấy hoa nhí, chốt hoa nhí cho em. Rồi chị nào F7476. F7476 mang vừa nhá. Lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí 19k nhá. 19k mã hoa nhí cho em. Hoa nhí 19k chị nào F76 chị nhá. F76 mang vừa cho em. Mã hoa nhí cho em. Dạ rồi ok chị. Chị cọc cái vào cái số mà cái số em gọi cho chị nhá. Cọc cái vào cái số đó cho em được nhá. Rồi chị nào lấy hoa nhí cho em. Hoa nhí 19k E76 chị nhá. Bây giờ em lưu kho. Sao kỳ nhỉ? Trên chỗ chị không bị ấy mà sao họ không đi được ta. Rồi con này chị nào E6870 chị nhá. E6870 mang vừa cho em. Mã 239. Lấy 239 chất 239 cho em. Mã 239 cho em nhá. 239 cho em 19k. Chị nào E6870 thôi, size hơi nhỏ. E6870 mang vừa. F6870 mang vừa nhá, với 238. 238 cho em 19k. Rồi em lấy chỉ một mã hoa này. Chị nào lấy hoa chắc hoa cho em, hoa 19k nhá. Mã hoa cho em 19k. Rồi F7274 với chị nhá. Chị nào F7274 mang vừa lấy mã hoa cho em. Mã hoa cho em 19k chị nhá. Hoa 19k chị nào F7274 cho. F7274 mang vừa mã hoa chưa? Hoa 19k chị ơi. Rồi em lấy cho chị con này bẹp vai này.
con này bẹt vai chị nhá. Người mã trắng. Chị nào lấy trắng cấp trắng cho em. Rồi chị nào lấy trắng cấp trắng cho em chị nhá. Trắng bẹt vai cho em. Các chị mặc lên nó khác dữ hơn. Mặc và kéo khóa lại nó khác dữ hơn chị nhá. Rồi mã trắng, lấy trắng cấp trắng cho em chị nhá. Mã trắng chị ơi. Mã trắng. Lấy trắng cấp trắng cho em. Rồi con này nó kiểu như thế này nhé chị nhá. Kiểu của nó là như thế này chị này. Rồi mã 108. Chị lấy 108 chất 108 cho em chị ơi. Mã 108 cho em nhá. 108 108 cho em. Mã 108. Rồi đây nó chỉ một con xanh trơn. Lấy chỉ một mã xanh trơn nhá. Lấy xanh chất xanh cho em này. Chị nói lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh chị ơi. Rồi lấy xanh chất xanh cho em chị này. Mã xanh chị nhá. Xong em bỏ chân đấy. Rồi chị nói lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh chị ơi. Xanh. Xanh với chị nhá. Mã xanh là chữ thanh bình được con. Rồi em lấy cho chị một con tay dài. Chị nào lấy tay dài cho tay dài cho em nhé. Mã tay dài cho em, bên trong nó hơi dơ một xíu. Bên trong nó hơi dơ một xíu chị nhé. Lấy tay dài cho em nhé chị ơi. Tay dài cho em. Mã tay dài, đổ kìa. Rồi lấy tay dài cho em nhé chị nhé. Mã tay dài cho em. Lên đó chị mấy con nữa em xuống like nhé chị nhé. Rồi một con cung mục với chị này. Lên chị một mã cung mục cho em. Rồi mã 25. Chị nào lấy 25 chất 25 cho em nhé. Chị nào lấy 25 chất 25 cho em này. Mã 25 cho em chị ơi. 25. Lấy 25 chất 25 cho em. Rồi chị nào lấy mã xám nhá. Chị ơi đồng giá là 30k một đầm nhá. Cái hàng đầm công chúa là đồng giá 30k này. Em có ghi bình luận mà. Em có ghi bài viết mà chị. Rồi cái hàng còn cái hàng sườn xám là con nào em cũng bảo giá hết đấy chị nhá. Hàng sườn xám là con nào em cũng bảo giá hết. Chỉ có đầm công chúa là đồng giá là 30k. Rồi mã xám. Chị nào lấy xám chất xám cho em nhá. Mã xám cho em, xám. Chị nào lấy xám cho xám cho em chị ơi. Dạ rồi ok chị, xám của Bách Thị Tiên. Bách Thị Tiên. Xám em hết xám rồi. Hết xám rồi chị ơi. Rồi con này màu xinh chị này. Rồi mã 22 nhé, chị lấy 22 chất 22 cho em. Chị nào lấy 22 chất 22 cho em nhé. Mã 22. Chị lấy 22 chất 22 cho em. 22 nhé chị nhé. Không, nó là dây á. Nó là dây chứ không phải là khóa đâu nhá. Con này là dây chị ơi. À đâu, con này là khóa chứ nhở. Khoan. Con này là khóa. Như size nhỏ thôi. Mã 22 chị Lê Hiền. SM cho chị nhá. SM mang vừa cho em. Size SM thôi. Con. Mã 22 chị Lê Hiền kìa.
À chị Lan Vy, cái gì nhỉ? Cái hàng này nó đều là size L đổ lại chị ơi, đều là size L nhá. Rồi ok chị Thủy Tiên này, cái hàng này đều là size L đổ lại. Thỉnh thoảng là có con nào có khóa, có khóa thì là SM đấy chị nhá. Con đó em không để ý nó là size gì, em không để ý nó là size gì luôn. À em để ý đằng sau. Sao gì các chị? Mà 22 đến nay thì đúng hơn. Mã 0108. 108 đâu? Các chị Lan Lê Kim. Hả? Chị Lan Lê Kim. Con nhận không? Đó. Rồi 108 chị Lan Lê Kim xanh. Xanh em hết rồi chị ơi. Hết xanh rồi. Rồi con này cho em nhé. Mã 64, chị lấy 64 chốt 64 cho em này. Chị lấy 64 chốt 64 cho em nhé. Mã 64 cho em. Cái hàng đầm công chúa này đều là size L đổ lại thôi chị ơi. Không có size to nhé. Rồi mã 64 cho em. Mã 64 nhé chị nhé. Lấy 64 chốt 64 cho em. Ôi sợ ơi, em mỏi chân quá rồi. Rồi con này size to chị này. Lấy chị con trắng này. Mã trắng nhá, lấy trắng gấp trắng cho em. Tay dài. Tay dài không? Tay dài chị Lan Lê Kim. Rồi con này chị nào sẽ SM chị nhá. SM được mang được, tay dài không? Đúng là tay dài. Nếu con tay dài là con này. Rồi con này chị nào lấy mã trắng này. Mã trắng cho em nhé, sợ SM mang vừa cho em. Con này SM thôi chị ơi. Con này chị nào sợ SM mang vừa. Mã trắng cho em. Mã trắng nhé chị nhé. Cho em xuống like quá chị ơi, mệt quá. Mã trắng cho em. Lấy trắng gấp trắng cho em. Rồi con này bên trong nó bị dơ chị nhé. Con này phần bên trong nó bị dơ này. Con này nặng lắm. Con này hơi bị nặng luôn chị nhé. Rồi mã 02. Lấy 02 chốt 02 cho em chị ơi. Mã 02. Lấy 02 chốt 02 cho em. 02 các chị ơi, 02. Rồi lên mã 92 nhé, chị lên mã 92, chắc mã 92 cho em. Mã 02 chị Kim Nhung. Rồi mã 92. Chị nào 92 chắc 92 cho em chị ơi, mã 92. Mã 92 chị nhé. Rồi em xuống like đó chị ơi. Chưa, đi rồi, đơn chị đi rồi. Mà em hơi bị mệt một tí, mỏi chân quá rồi. Nó là chân tay vã rồi, không muốn đứng nữa. Buổi chiều có đơn chưa? Hết chưa? Chưa hết. Chưa hết chị ơi, nhưng mà mệt rồi. Hết thì chưa, nhưng mà mệt rồi, không muốn like nữa. Mỏi đừ hai cái bàn chân. Mỏi từ bắp chân mỏi xuống. Rồi, rồi ok chị. Mai vô chốt cho đủ đơn đấy chị nhá. Mai vô chốt cho đủ đơn em đi đơn đấy chị ơi. Mai tiếp. Dạ rồi chị. Rồi ok chị Kim Nhung. Đó, rồi em chào tất cả chị nhá. Mai lại lên. Buổi sáng em chốt đơn, chiều với tối em like. Dạ rồi chị của em. Chị Ngọc Mến của em. Bao nhiêu cái gì?
Của chị Ngọc Mến bao nhiêu cái ta? Đâu chị Ngọc Mến đây? 2 bịch. 2 bịch hả? Con bé nó kêu là 2 bịch. 2 bịch chắc cũng hơi nhiều. Để mai em gọi điện cho chị nhá. Khi nãy chị nào mà nói em bỏ con gì ra, mai em gọi điện mà các chị nhớ nhắc em nhá. Chứ em chẳng nhớ đâu. Em chả nhớ đâu các chị ơi. Chị gì, chị Hiền Hồ à? Chị Hiền Hồ cái gì nhỉ? Chiều mai nhá chị nhá, chiều mai em cũng lên. Cứ chiều 1:30, tối 7:30 em lên. Lên nhặt cho đủ đơn thì em đi đơn nhá chị nhá. Rồi. Em cũng chưa biết được nữa chị Kim Nhung ơi. Em sợ đợt này nó hơi lâu một tí. Tại do dịch á. Do dịch là hàng đi có thể chậm hơn một xíu nữa chị nhá. Thường thường là hàng 3 ngày 2 đến 3 ngày cùng lắm là đến á. Chắc cỡ đó. Mai lựa thêm rồi đi luôn hả? Rồi ok chị Ngọc Mến. Như của chị Ngọc Mến là dồn đơn kìa. Sáng mai lại gọi cho chị. Rồi, em mới đặt này có khi phải lâu hơn một xíu. Nhiều khi, mọi khi là chậm lắm là chừng 3 là đến 4 ngày là đến thôi. Còn do dịch thì em sợ nó hơi chậm một tí nữa chị nhá. Dịch em sợ hơi chậm một tí. Chắc 10 cái. Thì ghi của chị là dồn đơn mai lại quên. Rồi em chào tất cả chị nhá. Chào tất cả chị này. Mai mẹ lên. Rồi em chào tất cả chị nhá.